Tốc độ quay của trái đất đang ngày càng tăng và không có dấu hiệu ngừng lại. Theo báo cáo của NASA, mới đây, những dấu hiệu cho thấy trái đất của chúng ta ngày càng quay nhanh hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, đồng hồ nguyên tử vào ngày 29 tháng 6 vừa qua đã ghi nhận đây là ngày ngắn nhất lịch sử trái đất với tốc độ hoàn thành một vòng quay của trái đất ngắn hơn 1,59 mili giây. Được biết, kỷ lục trước đó thuộc về ngày 19 tháng 7 năm 2020, khi trái đất hoàn thành vòng quay của mình ít hơn 1,4602 mili giây. Các nhà khoa học cũng cho biết thêm rằng, kể từ năm 2020, Trái đất đang có dấu hiệu ngày càng quay nhanh hơn. Đây cũng có thể là lý do khiến một số thanh thiếu niên ở Việt Nam ngày càng nghe đau đầu chóng mặt hơn.